đang tham gia vào một vụ của chị. Ok, bây giờ chị muốn sao, chị muốn em xử gì nè? Sơn nè, sầu riêng nè, trụng nước sôi nè, hay là tạt axit đi. Còn nếu mà chị muốn em luộc nóng nó ha, rồi em bay vô em xúc tại chỗ luôn. Cần rau lam nữa em. Ờ đúng rồi, rau lam mình đặt mặt, chị muốn em đặt mặt. Thôi đi đi, mày không phải là thời Trung Cổ nhá. Nhưng mà mày em không truyền tra tấn người ta như thế. Không, nhưng mà em thích những cái cách truyền thống, vậy nó mới sợ. Chị chỉ muốn mà em có thể ngồi xuống được không, chị bắt đầu tăng xong. Em chị muốn là em đi theo nó, em nhầm, đi theo anh Tú. Đi theo anh Tú quá anh luôn. Đấy là chồng chị. Quốc em xúc bẩn á. Lộn xộn rồi. Bạn em đi theo dõi anh ý. Em thấy là anh ấy có đi với con nào không? Là bay vô Quốc luôn. Chị nói em, đấy là chồng chị. Chị có cách xử lý của riêng chị. Ủa, em chỉ cần em chỉ có đi theo thôi. Em mà nhìn thấy anh ấy đi cùng với con nào là em chỉ cần gọi điện báo cho chị. Thế thôi. Gì chán vậy trời. Tự nhiên cứ âm thầm đi theo vậy. Rồi thấy ảnh đi với con nào cứ gọi điện cho chị vậy thôi hả? Ôi, chị không để em bay vô em xúc mỗi đứa một cái vô rồi đi. Vậy cho tụi nó sợ. Chị không cần em xúc. Chị chỉ cần là em đi theo dõi. Mà em có biết là khi em làm như vậy là em có một cái khả năng và em cũng trở thành một cái nhân vật nó rất là đặc biệt. Em có biết là ai không? Âm thầm theo dõi hả? Đúng. Chị đừng nói giống thám tử sao nó hồn nha. Xác em thông minh quá cơ. Em là cỡ là xe lúc dung rồi đấy. Được không? Xe lúc dung. Ừ nhá. Quay quay á. Quay. Được. Em chịu cái này. Em nói chị nghe nè. Bây giờ nha, thay vì nếu như mà chị cho em bay vô để em xúc mỗi đứa một cái á, thì em miễn phí cho chị. Còn giờ mà chị âm thầm theo dõi thôi thì em phải lấy tiền. Bao nhiêu? 10 triệu. Giá rẻ đó chị. Như người khác ha. Bây giờ nè, em có cô bạn á, thuê bảo vệ con của cổ thôi á, mà mỗi tháng là mấy chục triệu luôn. Em lấy chị 10 triệu là quá rẻ. Thế thôi chúng mình cùng nhập lại, mình mở công ty thám tử tư đi. Mình kiếm tiền. Chứ tiền một lương tháng của chị không bằng một phần của cái số tiền đấy. Ôi chị ơi, chị trả giá quá à. Em lấy vậy là rẻ lắm rồi. Còn giờ chị tiếc tiền, chị cho em xúc đi. Hôm nay đi làm về, em có pha nước cho anh uống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, nhanh lên. Ra đây ngồi xuống. Nào ngồi xuống. Uống nước đi anh. Nó ngu đâu. Uống nước đi mà. Em nói thiệt đi, trong đó em bỏ gì? Thuốc sổ hay là thuốc nhiệt chuột? Công của em pha cho anh. Anh không uống em sẽ rất buồn. Anh uống đi. Mà anh không khát nước. Nhanh lên. Anh không khát. Anh đừng phụ công của em. Em là vợ anh. Em chăm sóc cho anh, đừng phụ công em. Trước khi anh uống, cho anh gọi điện cho người thân nha. Tùy. Nhớ là em vẫn đang chờ anh uống ly nước em pha đấy. Mẹ hả? Bé yêu của mẹ đây. Nếu lỡ mai này mà con có chết, mẹ hãy nhớ rằng con đã uống một ly nước chanh nha. Rồi mẹ nhớ dặn mấy anh khám nghiệm tử thi, khám cho kỹ để tìm ra hung thủ là ai nha. Đó, tôi nói với mẹ tôi rồi đó. Bây giờ ha, con thử đi. Tôi mà uống hết ly nước chanh này tôi chết là hung thủ là con. Em mệt anh quá. Đây này, vô hại, ở trong này chỉ có chanh và đường và đá thôi. Uống rất tốt cho sức khỏe. Uống đi anh. Vậy là em không định giết anh bằng ly nước chanh. Sao mà giết anh được? Em cần anh chứ. Cắp đi, anh hiểu rồi. Chết mà. Sao lại đi làm về thì lên giường nằm chứ ai nằm dưới đất lạnh thế anh? Không có. Em làm gì chừng chị đi. Chừng chị anh đi. Anh biết lỗi quá. Lên giường mà lại khổ quá. Ai mà đi đánh anh là lên giường. Lên giường nhanh. Ủa không định chừng chị anh bằng cách này hả? Đi lên giường rồi ạ. Đi lên giường. Em mát xa cho. Cái gì mà cứ rúng gió lên thế? Rồi sau đó thì cởi đồ ra. Để em gom. Anh hiểu ý rồi.
Ý là em định là gom đồ về nhà mẹ em đúng không? Em ơi đừng như vậy. Em làm điều đó là một người vui và bốn người buồn đó em. Đừng. Sao lại đến bốn người buồn? Thì mẹ buồn, ba buồn, anh buồn. Và cái người mà buồn nhất có lẽ là em. Bởi vì sao, làm sao có cháu, có con được hả em? Em cắt đi một cái là chết. Ngứa quá, đi ra đi ngồi. Nhanh. Tôi đang ngứa tay, đây. Nhanh, ngồi xuống. Nhiều quá không? Nguy mẹ. Ao mà chả sống. Đây, tướt cả chỉ ra này. Thế mà cũng mặc được, không biết ngượng à? Hả? Đi ra công ty người ta nhìn thấy tư chỉ như thế này, người ta đánh giá. Em thì ra là em cắt chỉ ha. Chứ chả lẽ tôi cắt cái gì của anh? Cắt cái này á? Em thôi đi, bây giờ em cũng muốn làm gì em làm đại đi. Anh biết anh có lỗi nhưng mà em đừng muốn vậy nữa. Em đang khủng bố tâm lý anh đó. Em thân xác này của em, em muốn làm gì anh cũng được. Em làm đi, anh xin em á. Thế thì anh cứ ngồi xuống đây, ngồi xuống đây bình tĩnh nói chuyện thế nào. Em đừng có nhẹ nhàng cái kiểu đó, em đang làm anh sợ. Em bình thường là em phải giận dữ lên. Em em làm anh sợ. Ngồi xuống đi, em có làm anh sợ đâu này. Em ý, một người vợ mà khi ghen thông minh ý anh, người ta không có hành hạ thân xác chồng đâu. Cái đấy cũ rồi, cái đấy là đẳng cấp kém. Cho nên là em phải có một đẳng cấp khác. Em chỉ cần là chúng mình cứ nắm tay nhau thế này này, vui vẻ đi đến cửa hàng di động để cài một cái phần mềm. Phần mềm gì? Phần mềm theo dõi. Là sao? Vào điện thoại hai chúng mình. Và kể từ đó thì bất cứ khi nào anh đi đâu, anh làm gì, anh nhắn tin cho ai, anh gọi cho ai, gọi cho anh nhắn tin cho anh, em cũng đều biết hết. Và đặc biệt là anh cũng sẽ biết như thế về em. Anh không đồng ý. Làm như vậy là em không có tôn trọng cái tự do cá nhân của anh. Anh không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Này, em đừng có cãi em nhá. Em đã nghĩ ra cái cách này là một cách thông minh nhất và nhẹ nhàng nhất và an toàn nhất cho cả hai chúng ta nhá. Đừng cãi em. Vậy là con sai rồi. Sai gì? Đúng. Đúng rồi. Thì vợ mình mà có quyền làm những cái chuyện mà cô ấy thích thì cài phần mềm thì kiểm tra thôi. Hay quá, bà nói hay quá. Nếu giờ giả dụ mẹ cài phần mềm đó vô máy điện thoại bà. Không bao giờ được, ba phản đối liền. Đó thấy không? Nhưng ba là người đàn ông đàng hoàng, ba là người đàn ông của gia đình. Mẹ con á, bây giờ cho dù ba đi đổ rác, mẹ con cũng biết là ba đi đổ rác. Tóm lại là con đừng xài điện thoại nữa thì coi như xong. Ừ, vậy đi. Dễ sợ thiệt, rốt cuộc hả? Đồng minh cuối cùng của con trong nhà này cũng đi binh hả người ta? Thực sự thì đồng minh cũng sẽ không bao giờ mà mãi mãi. Mà kẻ thù thì cũng sẽ không bao giờ mà mãi mãi. Thì bây giờ vậy, đưa điện thoại đi cho ba. Đưa đây. Đưa đây, ba giải quyết cho. Nhã, con cầm cái điện thoại của ra tiệm con cài đi rồi xong. Nè, ba nói là lần cuối cùng, mai mốt hai vợ chồng tự giải quyết nha. Mấy cái chuyện linh tinh nó nhỏ như cái móng tay thì cũng làm phiền nữa. Mệt hai người quá. Xin lỗi thì làm phiền ba. Ừ. Lại sao không được làm phiền ba như thế nghe chưa? Trời đất ơi! Trời ơi chị Nhã! Trời ơi! Nghĩ sao vậy trời? Trời ơi giờ này ngồi đọc sách nữa trời! Chồng đi lăng nhăng ngoại tình tùm lum la ngoài đường ngồi đây đọc sách. Ôi, em nói chị nghe nè, chị thuê em đi, em lấy giá rẻ cho. Em khuyến mãi cho chị 50%, coi như 5 triệu thôi, giá rẻ bèo à. Thuê em đi, em bảo vệ hạnh phúc cho gia đình chị. Trời ơi, chị nghĩ sao chị ngồi đây chị đọc sách vậy trời. Nghe lăng nhăng hồi nào. Bây giờ là anh ấy đang đi có hẹn với lại khách hàng. Tại công ty của khách hàng, rất đường hoàng, minh bạch. Có cả địa chỉ ở đây. Chết rồi. Trời ơi, chị bệnh hả? Chị bệnh rồi, chị nghĩ sao vậy? Ảnh đang chở con Huệ, con Đào đó, đang đu đa đu đỡ ngoài đường kia kìa, đi với lại thêm con me, con ổi, con cóc nữa. Ôi chị nghĩ sao mà chị nói ảnh đi mua sách vậy? Đúng. Bây giờ anh ấy không còn ở công ty của khách hàng nữa. Ờ. Mà anh ấy đang ở trên đường đi đến tiệm may để lấy đầm cho chị. Làm đi. Thôi chết rồi chị ơi, chị bị thần kinh hả? Chị bị khùng rồi, chị bị quan tưởng rồi. Trời ơi, em thương chị quá. Bây giờ là đi qua nhà con Mai hẹn hò bệnh với nhau, đú đa đú đợn với nhau rồi. Chết rồi chị ơi, trời cô Len ơi. Cô Len đâu rồi? Cô Len ơi. Ra nè, cái gì mà sùm vậy cái con này. Chết rồi. Gì vậy? Quá nóng trời cô. Gì vậy con? Cô ơi. Gì con vậy? Phải cứu người liền con. Cứu cái gì, cứu ai? Cứu con ai? Dâu con. Nó bị gì, con bị gì kinh. Bị tâm thần rồi.
Trời ơi, ai đời chỉ ngồi đây nè mà chỉ làm như chỉ có siêu năng lực kìa. Chị biết được là anh Tú đang đi đâu làm gì luôn. Mà trong khi con nói nhà anh Tú anh đang đi đu đà đu đỡn với mấy cái con khác ở bên ngoài á. Mà chị không tin con. Ai nói với con là anh Tú đi đu đà đu đỡn bên ngoài? Trời ơi, ảnh là cái kiểu như ảnh là chắc chắn là thế nào cũng sợ khanh cũng lẳng lơ mà. Sao con biết là Tú đi đu đà đu đỡn bên ngoài? Bây giờ là con biết là anh ấy không đu đà đu đỡn. Mà bây giờ anh ấy đã về đến đầu ngõ. Bây giờ nè, con sẽ giúp cô thuê con đi, con theo dõi anh Tú giùm cho. Ha, cô chỉ cần con miễn phí tiền nhà cho con là được rồi, để bảo vệ hạnh phúc gia đình của cả nhà cô. Cô bây giờ cô vẫn giữ cái tiền nhà của con để cô tiêu xài, nhưng mà cô vẫn giữ được con của cô. Má mà ơi, cô, anh ý đang dắt xe đi vào này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rất là sân kìa. Bây giờ đếm từ 1 đến 3 là anh ấy bước chân vào này. Em nói liền thiệt với chị nha, bây giờ đếm từ 1 tới 3 mà anh tôi xuất hiện em xỉu liền tại chỗ cho chị coi luôn nè. Dạ ơi, em về rồi. Chưa. Làm gì vậy? Nó kệ đi đi. Trời. Nó xỉu kệ nó. Nó xỉu, nó tỉnh nè. Trời, cái gì vậy trời? Ủa? Ủa sao xuất hiện hay vậy? Ủa? Cái chồng chị mà, em cứ bài hoài lên thế. Cô hôm nay cô bị làm sao á, giống như người thần kinh á. Thôi em không tin đâu, cái này là trùng hợp nè. Cái này là một sự trùng hợp thôi chứ không thể nào mà có cái chuyện mà mình như vậy được. Ủa sao kệ đi anh? Sao tại sao chị ngồi đây mà anh ở ngoài kia mà chị biết hết mọi chuyện của anh luôn? Trời. Không những vợ tôi biết tôi mà thậm chí ngược lại tôi biết luôn vợ tôi đang làm gì. Được chưa? Hiểu không? Ủa, sao kỳ vậy ta? Ờ đúng rồi. Thiệt á. Thôi con giải thích cho nó nghe đi để tội nghiệp nó. Sao? Anh biết hôm nay em làm những cái gì nè? Nè, ngày hôm nay là theo đúng lịch trình ha. 7 giờ sáng em đã có mặt ở công ty, đúng không? Dạ. Đó. Sau khi 5 giờ là em có mặt ở nhà. Chính xác không? Chính xác. Nhưng mà có một điều mẹ con phải chấp nhận. Sao? Suốt ngày hôm nay nha, con nhận quá trời tin nhắn từ ai? Từ trai. Từ trai 60 tuổi tới trai 18 tuổi nhắn tin quá trời đó. Nhắn cái gì nào là anh thích em rồi hả? Chị ơi, em mến chị quá. Trời ơi, chịu nổi không? Cô coi lại đi, nói thiệt. Cô coi lại bản thân mình đi, lẳng lơ gì vừa thôi chứ. Con không được nói vợ con như vậy. Bây giờ để mẹ hỏi con một câu này nè. Thế ngoài những cái tin nhắn đó thì con còn biết là nguyên ngày hôm nay vợ con nói đâu? Thì rõ ràng hồi nãy con nói với mẹ đó, cả ngày là ở công ty. Nhưng tan ca ra là đi về nhà. Ủa gì có gì đâu, con ghen, ghen phong long hả? Hả? Hay là con ghen bệnh vậy? Ủa nó ở nguyên một ngày công ty. Tự nhiên tại sao con lại phải ghen trong khi cái người đáng ghen là con chứ không phải vợ con? Sao con lại đáng ghen? Mẹ nói thiệt á, theo mẹ là như vậy nè. Cái phần mềm giám sát này á, đừng có nên đặt vô cái máy của nó mà đặt cái máy của con á. Phải giám sát con. Con hiểu không? Con có một người vợ chung thủy như vậy. Con biết ngoài công việc ra nó không còn biết đến gì khác. Còn cái chuyện người ta ngưỡng mộ đó là chuyện của người ta. Em đâu có cấm cản mà người ta không thích em. Trong khi đó con lén phén, con lăng nhăng, con thế này thế nọ thế kia đó. Để một cái con mà mù mờ thông tin, nó không biết một cái gì mà nó còn biết con lăng nhăng. Người ta thích em để người ta thích vì em không có quyền cấm. Nhưng em không lăng nhăng với người ta. Còn anh á, tâm tức, người ta chưa tỏ tình với mình là anh cũng nhào vào anh tỏ tình với người ta rồi. Mấy cái công nghệ này tự nhiên ra đợi chi để những cái người siêng năng như tôi thất nghiệp vậy? Không có thất nghiệp đâu, không có thất nghiệp đâu. Yên tâm đi. Tôi sẽ mướn cô. Hả? Anh tôi phải đánh mướn em hả? 5 triệu một tháng. Hay quá anh ơi. Còn không á, xin mẹ anh cho em thiếu tiền nhà cũng được. Tầm bậy. Tôi sẽ mướn cô á, đi theo dõi những cái đứa đàn ông nào mà hả theo đuôi vợ tôi. Tôi không chấp nhận. Được. Vậy từ bây giờ